nó để đánh hòa thôi. Và là nó kiểu như là việc map này, kèo này ngon ăn cho qua luôn thì nó pick. Chứ thằng Châu Ai với thằng Sam nó giống, nó cùng một điểm là thằng Châu Ai thì nó đánh con Joker rồi. Cho nên là kể cả pick kèo counter đi nó cũng đéo sợ, nó vẫn đánh như thường. Có đúng trận nó thua 4 GG vì đánh kèo counter nó thua 4 GG là nó bỏ thôi. Chứ còn giờ chưa bây giờ để nó vào Joker vào cho nó cũng đéo ngán không nhịp nào cả. Kể cả GG bây giờ cũng sợ cũng loạn lạc. Nó chọn đâu nhỉ, quên mẹ rồi. Trên đầu em. Ok. Hầm nhà nhỏ. Mẹ tôi sắp đứng nó nhảy như này. Ê, khi có không gì em thật á. À gì em à? Con An. Ai? Mày khóa rồi mà. Mèo à. Nó đang kiếm em á. Bỏ nhá, không kiếm em ở đây. Đang ra dựng loa mình về nhà máy. Con An chứ cả lúc mẹ lên tầng còn dễ. Có bờ linh chưa? Có bờ linh để em báo. Thoải mái. Chưa. Ba, hai, còn mình chưa? Có bling rồi. Rồi, tìm 3-12 và Hunter chơi A. Nói chung thì cũng lắm là anh em mình không xài 12 đẻ đòn thôi, không cần xài đẻ mèo. Trời ơi, mình không thèm đẻ mèo luôn á. Anh em mình có đồ mà, có đồ để trị nó mà. Có mỗi anh cũng mình... nói, anh em 6 rồi đấy làm gì? Anh 6 rồi đấy làm gì? 12 có thể hủy cái mèo cọc nhé. Rồi, anh Si, anh Si với em có thể xài 12 để né cái khóa skill ấy, chứ không được. Tí nữa ra, em đây, em đây. Em đâu? Em đây, giữa mắt. Giữa mắt kia đi qua ván là đến. Cẩn thận nhé, Blink á. Có thể... Em đâu, mèo. Rồi, né chạy ra nữa, mèo, né xa đi nữa. Ở đây rồi, có em. Tao lên nhà máy, không có lên gì cả. Lên nhà máy thôi. Dí chị là vẫn kiểm chị ạ, dí chị ạ. Anh búng móc vào đấy là nó dí chị đan liền. Không, anh là bắn. Em quay lại một nơi, quay lại đi. Đây. Quay lại đâu. Vẫn rửa bát. Đây. Đừng có hầm mà được. Đây. Ủa, dí chị không? Ôi, ủa? Chị bị lừa đen. À, đánh được. Mèo này thì không sợ, đánh được. Rồi anh muốn đánh cuối. Sao không 12 giờ quả đấy? Cứ ngầm rồi, để em cứ nóng nhé. Cứ nóng được thì cứ. Hầm thì nóng thôi. Ô quả đấy chỉ bị lừa đèn á, non vải. Ăn tôi còn phép. Ừ. Ôi không nóng này thì lên kiểu gì? Chắc là bồng choáng. Chết rồi. Không được em ơi, chỉ còn choáng nữa mà. Em câu thời gian rồi. Ê, có được xong rồi đi luôn em ơi. Được, em xong rồi em đi luôn rồi. Được, câu này, bò thôi. Bò đi, chị đang bò, chị đang bò, thằng đào vàng xuống cứu luôn thôi. Máy kịp, chơi được. Máy thì tất cả là kịp rồi, nhưng mà vấn đề là bây giờ em phải cứu sao này. Thì cứ nó cứ như bình thường thôi chứ sao. À, sấp đôi à, mày sấp đôi à, mày thế. Nó không sách đôi chứ nó không leo lên để à không treo lên để đánh. Sấp đôi thì nó treo lên để đánh với thằng đào vàng đâu có được. Từ nó mất mèo rồi, từ. Mất rồi, đây đang về đây. Đúng làm được, cũng làm được. Hay này. Ở đây ghế vậy. Cứ một lần hết. Thì đương nhiên sẽ cứ một lần hết rồi. Máy sắp xong. Đỡ. Rồi, lên. Đến luôn, không lên đi kìm. Không lên kìm. Mình đi lên còn kể thằng nào vàng. À được. Vẫn lên trong khoảng một cái. Lên khổ lắm. Không được. Kể, lên lần đầu, kể lên lần đầu. Lên lần đầu, kể nó.
Chị cứ mở cổng. Chị cứ mở cổng thôi, chị cứ mở cổng thôi. Mẹ nó. Kệ nó, lên lần đầu mà kệ nó, lên lần đầu mà. Ôi trời ơi, anh buồn lời lại. Không phải chị đấy, ở đây là do chị bảo đi lên là ý chị với thằng kia đi lên còn kệ thằng đào vàng. Nhưng mà mọi người hiểu là lên máy chết tại vì thấy chết. Tại vì cứ xuống cái hầm là lúc nào cũng sẽ bị loạn ngôn đấy, hiểu không? Cứ xuống cái hầm là kiểu gì cũng bị loạn ngôn. Tôi ra được không? Chị ra được, ra được, ra được, ra được, ra được, ra được, ra được. Rồi rồi, để tôi xuống ngồi ngồi chết cũng đỡ. Khổ lắm cái hầm. Xuống xuống cái hầm bảo đi lên là cứ bị nhầm. Tôi bên tôi bóc vậy. Sorry sorry. Quay hết đi chị. Con này cũng quay hết. Được quá, mới lấy được một đứa về hòa hợp nữa. Xong rồi tích lại từ đầu. Có trận phát hòa hợp. Anh ngạo. Anh Caro em có một cái lockpick này nhưng không biết để đáp ứng gì. Chị chưa? Em có một cái lockpick nó ghi là dùng để mở khóa. Chìa khó hả? Đúng rồi, nó có một cái chìa khóa với 3 chìa. Dùng để mở khó mấy cái khu vàng như là khu xanh á. Để cho lấy để vô cái khu hầm để farm cái rương á. Ví dụ đi, trong một map em nhớ cái map đầu cái map Athai Gaider em á, là trong đó nó có cái rương bự á, nhớ không? Quá. Ừ. Thì nếu như em xuống hầm á thì dưới hầm nó sẽ có hai thêm hai cái rương bự nữa cho em. À thế là sai cái đấy là đồ nguyên viên đúng không? Không, sai một cửa một cái. Tao có 8 chìa tao không xài này. Ô thì em có 10 chìa em giữ lại làm vui. Ai anh ơi. Em cứ xài nhiệm... đi, cứ xài đi, lục hồ ra cũng có. Còn em... đi sang bó nó cũng được mà. Em làm cái nhiệm vụ nhặt cái quấn Journal đấy trước anh em mình đi nhặt đấy. Mẹ, trước anh em mình đi nhặt dễ nhưng mà sao giờ em nhặt khó, không kiếm được luôn á. Nhặt cái gì? Josh Journal cái lúc mà em bảo anh là em cần cái bố và cầm cuốn quyển. Trời ơi. Con undead. Không phải. Hả? Trời ơi. Đồ game nghe trời ơi là biết ai bị dí rồi. Trời ơi. Chết mẹ rồi, anh đến thì em phải chết rồi. Ờ luôn cái team này. Một là trời ơi. Hai là ác. Ba là ú. Trời ơi, cắm mắt. Mọi người một tí ở gì anh. Rồi. Đó. Ký hiệu gì? Harry là trời ơi. Harry là trời ơi. Hợp là ú. Thì ra là á. Bỏ vậy. Sai là gì? A là A. Mười người thì A, mười thì A, mười thì ớ. Mười người thì em, trời ơi. Anh E là anh E to lắm. Một lần anh E lên ai bị sửa vãi nè. Thôi tụi dậy luôn đi, nói gì nữa. À không. Nó đang tìm giữa map nhưng không thấy người. Nó đang ở không giữa map nhưng chỉ bị kẹt rồi. Chỉ chưa đập máy được. Nhiều lúc chị ra còn kiểu cái rồi. Anh cứu chị. Ra nhà nhỏ kìa, ra nhà nhỏ kìa. Chị ra chuẩn bị con máu, ra chuẩn bị con máu. Ở nhà nhỏ dữ chưa? Con chị ơi, con. Hú. Nhà nhỏ dữ chưa? Không biết đi đâu ấy. Đó vậy anh lại đây nhưng mà say goodbye, anh đầy máu rồi. Hay thế, chị ra về đây làm quả tiro nè. Tiro. Thì ra đi nó một tin cho nghe nè. Là mới có xong hai máy rồi, còn ba máy nguyên á. Sao lo được, đập máy đi, lo được. Ghê, ghê, ok. Ai gà, ai gà. Thổ máy đi hợp. Thế em. Rồi, ok, đập máy, ok. Thôi, được. Thay máy không nổ được rồi. Anh Kero mà chúng ta phải có niềm tin vào một kẻ đi đánh giải đi anh. À, ừ, đúng. Đúng rồi, được, lo được, cứ đập đi. Đéo lo được rồi, em nhìn nước này là đéo lo được rồi. Nhưng mà anh em suy nghĩ tới việc không lọc vòng gửi gì. Này thì lo, đúng luôn. Anh nói đúng luôn, không lọt được cái vòng gửi gì. Thì em bảo rồi, chúng ta phải tin tưởng một kẻ đi đánh giải còn... ra rửa map kìa. Nhưng em quên nói rằng là tin tưởng thấp. Không sao, nếu mà mình cầm... Chị đi heal. Không, chị ra máy, thằng ập đi heal rồi, nó còn cover. À, nó dí chị rồi. Ừ thì đó. Chị anh ơi, giữ máu để lát nữa hú em tí. Nó dí chị rồi, nó không cho chị làm gì cả. Ôi, buồn luôn. Bò qua đây anh, bò. Từ tranh tử hiếu nữa, tranh tử hiếu. Bò lẽ để hiếu trước nữa kìa ông nội. Rồi, xong luôn. Thế, để em mới bảo nó bò đi. Để chín chín. Rồi. Ôi không, bọn chị ra hiếu vậy. Rồi, nên chị anh ơi, cứ hiếu vậy luôn đi, rồi mày luôn, bắt cái tay được không? Nó đưa đi về đấy.
Yêu luôn á, chị đi nó không đi le là yêu luôn. Còn dí chị không? Con. Còn hả? Ra đây hiu em. Đây. Mất rồi, mất dấu rồi, tầm này không tìm đâu mất dấu rồi. Chúng ta hàn hiu thật sự tí nhỉ. Đây tự đây nó không biết đâu. Nó đang về rửa mặt, đang về thuyền cản, đang về thuyền cản nhưng mà cứ hiu đi nó không biết em ở đâu đâu, mất rồi. Nó biết đâu, mình hiu trong góc lận. Mình chị cay quá rồi, Thằng này không mình... delay à? Cắm mắt hả? Cắm mắt mà. Rồi sao mai nói hết vậy? Thì tôi bảo cắm mắt mà. Nó phải đang rửa mắt, Không ấy mọi người đập máy được. Ê! Đỡ cho chị này. Không, tự cay. Chết luôn thì còn tự cay cái gì nữa. Gì vậy? Ôi trời. Máy không? Sao chị không đập? Sao chị không chịu bên lết? Đập máy. Đập máy, chị đang... Bỏ lên thuyền chị cay thôi. Chị đang bỏ lên thuyền tự dậy thôi. Được rồi. Nhưng bây giờ phải giải thoát cái máy rửa mát này đã. Được rồi, bây giờ dí đúng người rồi. Rồi, không đúng rồi. Không, đây dưỡng mát. Ngay mà. Bỏ máy đó được. Máy bơm, máy thùng đá này của chị này. Thì bỏ máy giữa mép đi, Undead thì bỏ máy giữa đá, giữa mép đi. Chàng đứa bình tĩnh, em đang cai mà. Không được, không để bị mắc. Đổ nó cầm cầm nữa, khó chịu thế nhờ. Bây giờ mới dám tức 500 này. Bỏ. Bỏ. Ra đây rồi, hưu nè, ra đây. Máy giữa mép. Vô nhà nhỏ anh ơi, vô đây. Đây, bỏ. Ở đây sau thôi, anh kem đi sâu trong này luôn. Chơi tới bến. Đây. Chơi tới bến chứ đúng rồi. Mình không có đi lỗ đường nữa. Mình không lộ nữa. Như anh mèo là ngay chỗ kia, ngay chỗ kia kia là được dịch luôn rồi đấy. Rồi, chị game tiếp thôi. Khỏe mạnh rồi. À, bây giờ chắc em phải đi support chị An rồi. Support đi. Chị trên thuyền. Bye, xin chết. Chị gây đi rồi. Chắc là bây giờ anh và chị Ran cũng là nạn nhân rồi, vì nó đuối. Nhưng bây giờ chị Ran đang thấy ngặt nghẽo rồi. Không, đang dí rồi. Hưu chị này. Chị ơi. Lên thuyền hưu chị. Đứng yên đấy. Thôi mở chân thuyền lớn. Không sợ rồi nhá, mày hết nổ rồi. Thôi mở chân thuyền lớn. Ô, tao còn sống. Hơn một chân thuyền lớn. Ôi, tao còn sống. Thì cứ cai đi. Dài thế nhờ. Thấy không, mình mà cầm con khác là thằng này chết rồi. Ôi, tao còn sống. Máy cục đá và máy giữa map. Hai, ba máy ngẩn nhau phết đấy. Ba máy tam giác thì ạ. Thì ba tam giác. Không, chẳng qua Cairo cầm tập kỹ dễ cai thôi. Thôi, bỏ. Không có bạn, tôi gồng bóng tôi không có nhảy. Nó cứ chặn đầu bóng tôi hoài à. Ờ đập máy đi em, anh không dám đập đâu, nó xiên anh luôn á. Chị cũng thế. Rồi. Bỏ đi. Chị đang bù máy này được, nó không có cắm mắt. Anh cứ bỏ đi. Thì anh bỏ luôn mà, anh không dám đập máy. Về máy giữa map. Ui, chạy đây. Chạy đi. Dí chị luôn rồi. Ờ đập máy giữa map, thì dí chị ờ đập máy giữa map. Mày quay nếu dí chị ấy thì mình đi cover luôn. Khi nào chị đấy mất một máu đi rồi em đi cover. Ok. Bỏ chị rồi. Chắc hả? Ôi, tôi còn sống. Vẫn còn sống kìa. Đập máy rửa map đi đúng rồi. Tôi còn sống. Chết rồi. Thế phải có đưa ra cổng sau. Máy xong. Không rồi, máy xong rồi. Ra cổng. Lên. Không. Để ra cổng á, em ăn uống được, không có đi gì cả. Lên. Tông về xin Cairo. Lướt bỏ anh ấy. Cairo về. Tất cả đây cổng sau. Đang ra đây rồi, Harry mở cổng đi. Đang mở luôn rồi. Hầm dưới thuyền lớn. Hầm chân thuyền lớn, chân thuyền lớn. Biết rồi, tất cả đây cổng sau đi. Đang chạy đây. Nó mang phép gì nhỉ? Cắm mắt đúng không? Đã đổi chưa? Cắm mắt. Ấy, má lỗi. Có tay leo ta. Đổi phép tay lên. Ôi ôi. Là em có thể đỡ được, em có thể đỡ được. Chị ở hầm, chị đang đứng hầm rồi. Đi ra hầm đi. Ok, đi ra hầm. Ủa? Rồi chết rồi. Mở cổng. Đỡ. Kỳ vông. Ra. Bò được chứ hầm. Ơi, trời ơi, sao kì. Em bò đi chị nhảy hầm. Ai chưa kêu gặp 62 đi bà. À nào. Biết xe anh đi nè. Kêu từ đời nào rồi.